Diễn viên Angelina Jolie trả lương cho bảo mẫu 20 tỷ đồng mỗi năm. Có cặp sao trên thế giới trả lương cho mỗi bảo mẫu 2,3 tỷ đồng mỗi năm. Thậm chí, có người còn thuê nguyên cả đội gồm 6 người để chăm sóc cặp song sinh. Trong đó, Angelina Jolie sẵn sàng chi 20 tỷ trong một năm cho bảo mẫu. Trên thực tế, các ngôi sao thường rất bận rộn. Do vậy, việc chăm sóc con cái, đặc biệt là những ngôi sao đông con, luôn cần sự hỗ trợ từ không chỉ một mà nhiều bảo mẫu. Angelina Jolie và Brad Pitt từng là một trong những cặp sao nổi tiếng và giàu có bậc nhất Hollywood, có tới 6 người con nên họ không ngại chi tiền khủng cho bảo mẫu chăm sóc con mình khi hai người còn sống chung. Cặp sao chi khoảng 900.000 USD, 20 tỷ đồng mỗi năm cho các bảo mẫu, cộng với nhiều chi phí khác, trung bình mỗi năm họ cần tới 10 triệu USD, 230 tỷ đồng dành cho các con. Beyoncé và Jay-Z cũng là một trong những cặp sao nổi tiếng và giàu có nhất làng nhạc Mỹ. Họ từng thuê tổng cộng 6 bảo mẫu để chăm sóc cho cặp song sinh và trả mỗi người 100.000 USD, 2,3 tỷ đồng, một năm. Trong khi đó, khi còn sống chung, cặp sao tỷ phú USD Kim Kardashian và Kanye West thuê cả một đội bảo mẫu chăm sóc 4 người con của mình. Theo nhiều nguồn tin, Kim và chồng trả mỗi bảo mẫu từ 50 đến 100.000 USD, 1,2 đến 2,3 tỷ đồng, mỗi tháng chưa kể tiền thưởng. Thậm chí, Kim Kardashian còn trả thêm tiền cho bảo mẫu để chắc chắn là các con của mình sẽ ngủ ngoan cả đêm. Glenda Ross, giám đốc của dịch vụ Celebrity Staffing VIP từng hỗ trợ cho các ngôi sao hạng A cho biết, vì lịch trình đi lại của những ngôi sao quá dày nên luôn cần tới số tiền lớn thuê bảo mẫu chăm sóc các con. Ví dụ như Beyoncé và Jay-Z mỗi năm phải chi ít nhất 500.000 USD, khoảng 12 tỷ đồng, cho dịch vụ này. Tuy nhiên, ngoài kỹ năng nuôi dưỡng con trẻ, các bảo mẫu phải vượt qua nhiều bài kiểm tra trình độ cũng như ma túy mới có thể bước vào nhà làm việc cho các ngôi sao. Họ phải ký hợp đồng đặc biệt với chủ nhân cùng các điều khoản không được phép tiết lộ. Lượng lên tới 6 con số không còn là hiếm đối với lực lượng bảo mẫu chuyên nghiệp cho các nhân vật nổi tiếng. Đây là mức lương cao hơn nhiều làm bảo mẫu bình thường và kèm theo là trách nhiệm cực lớn. Họ luôn ở trong trạng thái phải làm việc liên tục nhiều giờ suốt 7 ngày trong tuần và đáp ứng những yêu cầu riêng biệt của chủ nhân. Các bảo mẫu này phải làm rất nhiều việc, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ, đảm bảo các hoạt động vui chơi an toàn cho lũ trẻ. Cùng với đó, họ còn phải trông nhà, giặt giũ quần áo cho chủ nhân nhí, đặt lịch hẹn với bác sĩ nhi khoa khi cần, đưa đón bọn trẻ đi học. Họ luôn phải chuẩn bị tinh thần phải xách hành lý lên đường bất cứ thời điểm nào trong ngày khi chủ yêu cầu mà phải đảm bảo không quên hay để mất hộ chiếu. Tuy vậy, các bảo mẫu sẽ được đi theo gia đình các ngôi sao đi du lịch khắp nơi trên thế giới, được ăn theo chế độ dịch vụ xa xỉ. Một người làm việc cho công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo mẫu hạng sang Nanny và Butler tiết lộ đã được chủ nhân cho trang sức đắt tiền, vé đi xem các hòa nhạc và thường xuyên cho tiền tip. Nhiều bảo mẫu chuyên nghiệp thậm chí còn tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có rất nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc trẻ em. Và yêu cầu quan trọng nhất với một bảo mẫu cho con các sao là luôn phải giữ kín mồm miệng bất cứ hoàn cảnh nào.